tao đá bánh quy và mình là Andy đây thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip nếu bạn thấy đúng thế hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua mình có một kênh tao thứ hai nữa đó là um, khu vườn nhỏ của Andy thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về uh, tình cảm còn đối với tao đó bánh quy thì mình làm chủ yếu về sâu love, phát triển bản thân giữa đón tuần giữa đoán tháng vì hôm nay sẽ là chủ đề uh, um, hình như chủ đề này do một bạn nào đó gọi là gợi ý cho mình đó, là nỗi buồn nào thường trực trong tâm trí hoặc là tâm hồn của bạn ha thì mình có đây tụ 1, tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích mình sẽ để đá vào sau Xin chào các bạn chọn tụi số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông Nhớ đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn Like, share để lại bình luận cho mình Thì um, nỗi buồn nào thường trực trong tâm trí và tâm hồn của các bạn ha Bạn có lá Ancestor 22 7 là 15 Lá này là Devil 3 <laughs> of Earth là 3 tiền 5 of Wands là 5 gậy um, Đối với mình á, thì cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn Mình nghĩ đó là một cái nỗi buồn liên quan Tại vì cái lá số 7 đầu tiên á, nó liên quan đến gia đình Nó liên quan đến truyền thống Nó liên quan đến sự kế tục Nó liên quan đến những cái gì mà bạn được nhồi nhét vô trong đầu bạn Nhưng mà bạn không có uh, phá vỡ, bạn không có uh, thoát ra được Ủa, Ancestor 17, đúng rồi 22 trừ 7 là 15 the devil. Uh, uh, đúng rồi. Tức nghĩa là trong cái lá bài đó nó hình ảnh của một người phụ nữ đang cầm những cái sợi dây, không phải sợi dây mà là cái cây có gai và cái người này đang bị chảy máu nhưng mà bà này bà vẫn đang rất là tươi cười. Nó là một cái sự khiên cưỡng, nó là một cái sự cố chấp. Uh, mình nói theo một kiểu gọi là à, uh, mà nói theo một cái kiểu đơn giản nhất đó, đó là có thể những bạn chọn tụ một các bạn nắm vào những cái cái thứ làm bạn tổn thương ở đây có nhiều bạn sẽ hỏi ủa tại sao biết tổn thương mà vẫn nắm nhưng mà thực tế đại đa số những người bị tổn thương là những người họ không có vượt qua được hoặc là họ 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 tự làm bạn tổn th bản thân họ bị tổn thương à, theo cách này hoặc là theo cách khác à, giống như mình là một cái kiểu người hay dạy uh, hay hay dạy vò bản thân hoặc là tự trách bản thân mình như thế này như thế kia mặc dù mình thông số hoặc mặc dù mình đã hiểu cái vấn đề đó rồi nhưng đôi khi mình gặp một cái vấn đề nào đó mình sẽ tự trách bản thân mình là tại mày như thế này tại mày như thế kia rõ ràng mày biết trước như thế này như thế kia mày vẫn vậy tức nghĩa là mình là cái kiểu như vậy thì những cái bạn chọn tụ một có thể bạn sẽ có cái kiểu giống như mình tức nghĩa là đôi khi cái lỗi đó có thể là do bạn có thể là do người khác nhưng mà một là bạn không có buông bỏ nó được hai là bạn cố chấp bạn níu giữ những cái thứ vốn dĩ không thuộc về bạn tại vì đó, cái lá này là hình ảnh giống như mình nói một cái người phụ nữ họ biết rõ ràng cái thứ mà làm cho họ bị đau là cái gì nhưng họ cũng biết rõ ràng cái thứ đó là cái thứ họ mong muốn tại vì The devil cũng có nghĩa là sự chiếm giữ sự lệ thuộc sự nghiện ngập một cái gì đó hoặc là bạn cố chấp bạn níu kéo một cái gì đó bạn nói chung nó liên quan đến sự sự sở hữu và chiếm hữu hoặc là những cái thứ mà bạn 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 không có thể sống thiếu nó mà giống như giống như ở trong cái lá bài này cái đó là một cái mình gọi là cái nỗi buồn thường trực của bạn thì nó sẽ lại càng liên quan đến những cái mà bạn đã thành thói quen rồi nó ăn vào máu các bạn rồi hoặc là nó đã thành một cái gì đó mà bạn bạn không nhận biết luôn tức nghĩa giống như ví dụ là uh, bạn quen với cái điều đó và bạn nghĩ là ở uh, chuyện đó bình thường nhưng đối với những người khác chuyện đó lại không bình thường À, bạn có ba tiền và bạn có năm gậy bạn có một cái vấn đề gì đó liên quan đến sự kết nối với người khác sự cởi mở hoặc là à, làm việc với những người khác mình ở trong ba tiền trong cái bộ bài này đó là hình ảnh của con ngựa đen ngựa trắng với một cái con ngựa trắng ở ngoài ngựa thì có ngựa hoang với ngựa nuôi nhà thì hai con ngựa này mặc dù nó là ngựa nhưng mà nó nó khác nhau thì ba tiền nó theo kiểu là làm việc với người khác tiếp xúc với người khác kết nối với quan điểm khác làm sao để thống nhất làm sao để làm việc chung mà chúng ta vẫn có sự khác biệt thì cái nỗi buồn thường trực của bạn có thể nó liên quan đến cái nỗi buồn về sự kết nối nỗi buồn về việc hòa mình vào người khác hòa mình vào đám đông hòa mình vào một tập thể ở đây mình không nói bạn là người không hòa mình nha nó khác hoàn toàn nha có người họ chọn cách họ không hòa mình vào cái đó mình không bàn cái này nó liên quan tới cái việc là có người người ta muốn hòa mình vào nhưng người ta không hòa vào được người ta không biết cách để hòa mình vào hoặc là người ta không không thể hòa vào được mình cũng có thể nói cho các bạn biết là hôm nay mình chọn tụ một thì mình vẫn là cái kiểu người như thế này tức nghĩa là nhiều khi mình muốn bước vào một cái tập thể nhưng mà mình tự nhiên mình cảm giác giống như mình không thuộc về cái tập thể đó mình cảm thấy mình 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 cảm giác mình sợ những cái kết nối đó không phải là họ làm cái gì mình mình chỉ cảm giác thôi mình chỉ nghĩ là à, những người này chắc có thể không hợp với mình hoặc là nhìn vô mình cảm thấy là họ 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 nhìn mình mình nhìn họ mình cảm thấy có khoảng cách hoặc đơn giản giống như là họ có chấp nhận mình hay không đó là nỗi sợ đầu tiên hoặc là mình có chấp nhận họ hay không đó là nỗi sợ thứ hai thì ba gạ ba tiền nó có nghĩa là tôi làm việc với họ họ làm việc với tôi tôi kết nối với họ họ kết nối với tôi chúng tôi có 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 gọi là có thể kết nối hay không có thể là có một số bạn nó sẽ liên quan đến nỗi sợ về việc là mâu thuẫn về việc là sự khác biệt đó có tạo nên một cái giá trị hay không rồi bạn có năm gậy năm gậy trong cái bộ bài này này á, thì nó có nghĩa đó là sự rời rạc đó là sự mỏng manh là kết thúc một chu kỳ nhưng mà năm gậy ở trong những bộ bài khác nó có nghĩa là sự mâu thuẫn sự tranh giành sự vượt giành giành giật nhau để leo lên một cái vị trí hoặc là sự bất đồng về quan điểm thì cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn mình theo mình cảm thấy ở trong cái lá năm gậy này á, nó là nỗi buồn của sự lạc loài bạn luôn đi tìm cái cánh bướm ở đây nó rất là mỏng manh trong một cái ngày hè dông dài nhưng mà nếu bạn nào biết về bướm thì bạn sẽ biết là cái chu kỳ của bướm nó rất là ngắn à, giống như là từ sâu thành nhộng nhộng thành bướm thì cái cái giai đoạn bướm là cái giai đoạn ngắn nhất thường nó kéo dài mình nhớ là có một 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 khoảng thời gian thôi là nó sẽ chết tức nghĩa là nhiệm vụ của bướm là chỉ là sinh sản xong rồi chết thành ra mình cảm thấy giống như là cái nỗi buồn của bạn nó là một cái nỗi buồn mình 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 chỉ cảm giác giống như là một sự tồn tại, một cái sự hiển nhiên nào đó, một cái hiển nhiên nào đó có thể liên quan tới góc nhìn liên quan tới quan điểm của bạn giống như ví dụ như là giống như bạn bạn mặc định giống như là cái số phận của mình nó là như vậy, cái cuộc đời của mình nó là như vậy, cái cái phận của mình nó là như vậy, nó khổ như vậy, nó 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 bị như vậy và mình phải bị như vậy mình mình chịu như vậy mình 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 cam kết với nó mình mình chịu đựng với nó mình mình cảm thấy giống như cái nỗi buồn bên trong bạn nó giống như một cái sự gọi là bạn muốn mình nói thẳng lên khi bạn muốn gọi là bay lên hóa kiếp hoặc là bạn muốn kiểu giống như là kết thúc mình nói thẳng và mình cảm giác giống như nó là một cái sự giải phóng giải phóng cho bạn nhưng mà đó là cái 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 cái, cái tư duy thôi chính cái điều đó nó làm cho các bạn càng buồn hơn bởi vì cái việc mà 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 bạn nghĩ bạn 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 phải như thế này bạn phải như thế kia nó làm cho cái góc nhìn cái tầm nhìn của bạn nó bị hạn hẹp và nó không có đón nhận được những cái sự khác ở bên ngoài những cái thế giới mở ở bên ngoài những cái góc nhìn mở ở bên ngoài bạn có A of Swords nè bạn có King of Pentacles nè và bạn có là Pay of Cups một kiếm á, cái nỗi buồn thường trực ở trong bảng là cái nỗi buồn của việc đó là sóng gió chinh phục à, thật, thật ra khi mình dùng từ là ủa tại sao nỗi buồn mà sóng gió chinh phục à, một kiếm trong bộ bài này đó là nó ghi là cái câu trích dẫn trong đó nó ghi là I'm not afraid of storm tức là tôi không sợ những cái cơn bão bởi vì tôi đang học cách để chèo cái con thuyền của mình. Nhưng ở trong đây cái trải bài này là cái nỗi sợ thường trực của bạn, tức nghĩa là bạn sợ sóng gió, bạn sợ bão bùng, bạn sợ những cái gì đó nó nó trông trên, nó nó vấp váp, nó thử thách, nó khó khăn. À, nhiều người sẽ không hiểu được cái câu mà mình nói, bởi vì họ nghĩ ủa sóng gió nè, thử thách nè, khó khăn nè. Nó là cái cái điều hiển nhiên, ai cũng biết, mình cũng biết. Nhưng mà mình mình đứng với tư cách là một người đã đã trải qua một số khó khăn và thử thách trong đời thì mình nói thẳng là có những cái những người đứng ở ngoài họ nhìn vào họ không có hiểu được thử thách và khó khăn nó không phải là một ngày một bữa nó không phải là qua một đêm là mọi chuyện nó sẽ kết thúc và nó cũng không phải là khi giống vấn đề đó kết thúc xong rồi á thì nó thật sự kết thúc nó còn về tâm lý nè nó còn hậu quả nè nó còn những cái thứ ăn vào thể xác lẫn tinh thần và đôi khi có những người không phải nó chỉ có một vấn đề mà nó có rất nhiều vấn đề thành ra những người những cái người mà họ chịu đựng những cái thử thách những cái khó khăn á giống như bạn nếu mà bạn nào đã từng gọi là bị đi mình nói mình gọi dùng từ là bị đi nhá đi thuyền mà các bạn bị lật thuyền á mà các bạn không biết bơi á đứng trước cái lằn ranh sinh sanh tử á các bạn sẽ hiểu thế nào gọi là thử thách hoặc là trong những cái tình huống mà nó khó khăn nó 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 vấp váp nhiều quá bạn 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 lụy bạn bạn bi lụy bạn mất ý chí bạn mất niềm tin vào cuộc sống á, rồi bạn sẽ hiểu thế nào gọi là khó khăn và thử thách những cái lúc đó mình nó thẳng không có ai giúp đỡ bạn ngoài chính bản thân bạn hết mà nếu bạn không có ý chí bạn không vượt qua được thành ra những cái người họ vượt qua họ rất sợ cái điều đó. Bản thân mình cũng vậy ai nói mình thiếu trang thiếu sự nỗ lực, thiếu sự quyết đoán tại sao mày đã vượt qua được mà mày không cố gắng đi tiếp nữa. Mình chỉ nói với họ là mình chỉ mỉm cười trước và mình cũng không không có cãi lại, mình chỉ nói là mày không hiểu những cái vấn đề mà tao phải trải qua. Đừng nói một câu là, là 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 có thể giải quyết là giải quyết. Và chỉ có những người sống yên bình nó họ mới mới nhìn cái cuộc đời này, nó bình yên thôi. Thì ở đây bạn có kế bên nữa, bạn có lá King of Pentacle và bạn có lá of Cup. King of Pentacle là người mong muốn một cái cuộc sống nó đủ đầy. À, người đưa tin cốc đó là một cái người mong muốn cái cuộc sống của mình nó có những cái cái phút giây uh, đầy đủ về mặt cảm xúc. Thì bạn có hai lá này mà cái nỗi sợ của bạn tức nghĩa là nỗi sợ về sự hạnh phúc, về sự đủ đầy, nỗi sợ về sự gọi là cơm no, cơm, gọi là ấm no hạnh phúc hoặc là một cái nỗi niềm về sự thành công hoặc là một cái nỗi niềm gì đó về sự gọi là đứng lên sau những cái sự vấp váp trong tình cảm trong cuộc sống à, mình không chia sẻ được nhiều nhưng mà mình chỉ có thể nói với những bạn chọn tù một đó là à, đôi khi á, mình đứng lên mình đi tiếp nó đã là một cái sự cố gắng và một cái sự nỗ lực và thường á mình cũng không có có cải lại những cái người mà họ không hiểu mình hoặc là họ không có đánh giá được họ là không có thấy được cái cái sự khó khăn khổ cực hoặc là cái, cái cái những cái biến cố mà mình trải qua và mình cũng không lý giải hoặc luận giải hay cố gắng chứng minh cho họ thấy là mình mình thành công như thế nào. À, mình chỉ đi tiếp và mình làm tiếp những việc mình cần phải làm thôi. Thì mình nghĩ ở trong cái lá King of pentacle và Pep Cups ở đây á nó nói là cái nỗi buồn thường thường trực trong bạn đó là đôi khi bạn muốn gục ngã bạn muốn buông luôn bạn muốn chấm dứt bạn muốn bạn muốn bạn muốn mọi thứ giống như bạn nghĩ là mình không thể đạt được cái vị trí đó bạn không làm được cái việc này bạn không hài lòng được cái người kia bạn không bao giờ được người khác yêu mến yêu quý bạn luôn luôn nằm trong một cái sự một cái vòng quay của sự khổ cực đau đớn chịu nhiều vất vả chịu nhiều sự khó khó khăn và không có sự thấu hiểu đó. thì mình chỉ có thể nói với bạn giống như là mình chúng ta không cần ai phải phải hiểu hoặc là phải đánh giá hoặc là phải chấp nhận quan trọng là bản thân mình mình đã đi qua cái giai đoạn đó rồi mình đã vượt qua rồi mình đi tiếp và đôi khi cuộc sống của mình nó nó sinh ra nó không bằng phẳng thì thôi mình chấp nhận nó không bằng phẳng và mình mình làm sao cho nó nó bằng phẳng nhất có thể trong khả năng của mình và và bạn sẽ bằng phẳng theo một cách nào đó mình nghĩ là chúng ta sẽ vượt qua được chứ 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 để mà gọi là bạn cứ ôm cái giống như bạn lúc nào bạn cũng nghĩ con đường của bạn nó không bằng phẳng thì bạn đi bạn sẽ cảm thấy con đường nó rất là không bằng phẳng nó rất là mệt thì thay vì chúng ta cứ bước đi còn cái đường nó thẳng nó cong nó như thế nào thì chừng nào nó tới đi rồi tính Xin chào các bạn chân tự số 2 Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram của mình nếu bạn nếu các bạn muốn ha. Thì À, nỗi buồn thường trực trong tâm trí của các bạn ha Bạn có lá bảy tiền Bạn có lá bốn cốc <laughs> Bạn có lá man of Water Là kỳ sĩ cốc ha Cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn đó là nỗi buồn uh, Bản thân bạn Cảm thấy mình Một á, là bạn luôn muốn mình thuộc về một cái cộng đồng Một cái nhóm người Một cái hội nhóm Một cái tập thể hoặc là một cái gia đình hoặc là một cái nơi nào đó mà bạn sinh ra và lớn lên nói chung bạn luôn luôn cảm giác một là bạn luôn luôn muốn giống mọi người nhưng mà bạn luôn luôn khác người ta hai là bạn luôn luôn muốn khác người ta nhưng mà bạn uh, bạn bạn không làm khác được tức nghĩa là nó có hai mặt ở đây một là một người rất muốn được như mọi người và một mặt là một người muốn được khác mọi người mình thì mình cảm thấy những cái bạn chọn tụ hai á các bạn gọi là uh, khi mà lên lá 7 tiền và lá 4 cốc á là mình cảm thấy ở bên, bên, một bên ở đây là những cái con nai những cái con con hưu gì đó nhìn con nào cũng giống con nào nhưng mà mình cảm thấy giống như bạn có cái gì đó ở trong những cái con nai con hưu này nó cho mình một cái cảm giác đó là lặp đi lặp lại thật ra 7 tiền đó là một cái sự chén ngán một cái sự đủ đủ đầy trong một cái chừng mực nào đó nhưng mà họ cảm giác họ không cần một cái gì đó mà họ không biết họ phải làm cái gì nữa họ không biết họ nên làm cái gì không nên làm cái gì họ không biết là họ quá an toàn hoặc là họ cảm thấy rủi ro nếu mình làm cái này làm cái kia bốn cốc ở trong cái bộ bài này đó là hình ảnh những cái con cá voi theo gọi là cá voi lưng gù nó theo cặp theo bầy theo đàn thì bốn cốc là một cái nỗi buồn về một cái sự gọi là giống như là không có đón nhận cơ hội mới khó lòng chấp nhận cơ hội mới bởi vì họ quen với cái cũ quen với tập thể cũ quen với môi trường cũ quen với con người cũ mà mà kỵ sĩ cốc này là một cái người mình tưởng tượng giống như nghệ sĩ giống như là những cái người gọi là cá tính những cái người mà có tố chất riêng những cái người có mang một cái 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 năng lượng một cái sự khác biệt trong cách nghĩ trong sự cảm nhận trong cái sự nhạy cảm trong cái tư duy trong cái góc nhìn của họ thành ra mình cái cảm giác cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn giống như là tôi luôn muốn thuộc về một cái thế giới nào đó thuộc về một cái cộng đồng nào đó được người khác thấu hiểu được người khác công nhận được người khác thấy được cái sự khác biệt giống như bạn muốn thể hiện ra ngoài nhưng mà bạn sợ người ta đánh giá cũng có những bạn, mình dùng từ gọi là bạn đứng ở ngoài một cái tập thể, bạn muốn bước vào, bạn muốn gia nhập vào, bạn muốn hòa nhập vào, bạn muốn mình thành một cái người nào đó. Nhưng mà bạn không làm được. Ở đây mình không nói cái việc đó là đúng hay sai. Việc một người muốn trở thành một cái phiên bản của một ai đó khác, theo đại đa số mọi người đều nghĩ đó là sai, tức nghĩa là mình phải là mình. Nhưng mà mình nghĩ trước khi mình là một cái phiên bản nào đó tốt thì mình mình phải có một cái mẫu hình một cái mẫu hình để mình hướng theo một cái một cái người nào đó giống như là họ cho mình một cái cảm hứng họ truyền cho mình một cái động lực một cái gì đó để mình để mình noi gương theo thì cái cái việc đó, đó nó làm cho mình cảm thấy giống như bạn đang loay hoay trong cái việc mà bạn định danh bạn bạn định danh tức nghĩa là bạn xác định cái danh tính của bạn trong cái cuộc sống này giống như bạn muốn mình phải là người thành công người xinh đẹp người giỏi giang người làm được cái a làm được cái b cho cuộc đời hay cho bản thân hay thậm chí chỉ đơn giản là cho gia đình cho người yêu của các bạn mình thấy cái nỗi buồn thường trực trong bạn đó là mình thấy là bạn muốn rong chơi này mình thấy bạn muốn được tự do không có bị ràng buộc bởi nguyên tắc không có bị người khác kiểm soát không có bị ý kiến ý cò không có bị phán xét không có bị như thế này thế kia mình cảm thấy đơn giản giống như là cái vấn đề gọi là cái vấn đề này á nó 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 bao giờ mà bạn thật sự bạn thấy thoải mái với cái việc bạn làm và bạn cũng phải hiểu được là cái thứ bạn làm á nó có gây ảnh hưởng gì tới người khác hay không á thì thì tới lúc đó việc mà bạn bạn thoải mái là cá nhân bạn nó không có gì sai hết. Mình chỉ mình chỉ cảm thấy giống như là cái nỗi buồn bên trong của bạn nó giống như kiểu là bạn lúc nào bạn cũng phải đeo một cái mặt nạ cho một cái vai. Cái vai này có thể bạn thích đóng cái vai này vai diễn đó, bạn thích đóng có thể một cái vai diễn mà bạn không thích đóng hoặc cũng thậm chí là một cái vai bạn không thích bạn không thích mà bạn cũng thích bạn cũng không biết mình phải làm gì xong bạn đeo cái mặt nạ lên mình cảm giác có những lúc bạn muốn tháo cái mặt nạ xuống để được là bạn nhưng mà bạn lại sợ người ta rồi bạn phải đeo cái mặt nạ bằng lên oh, bạn có The Tower Bạn có Three, oh, không, Two of Pentacles Và bạn có Page of Wands À, nỗi buồn thường trực ở trong bạn á, đó là sự thất bại nha. Bạn có vấn đề gì đó liên quan đến sự thất bại và nỗ lực ha. À, Mình dùng từ là Nếu mà nói tụi hai là người háo thắng thì nó hơi sai Nhưng mà có chí tiến thủ thì nó cũng không đúng Tức nghe là bạn có một cái sự háo thắng, một cái sự hiếu thắng Một cái khao khát, một cái mong muốn được thành công, được làm một cái gì đó Hoặc là bạn luôn luôn muốn đi tìm một cái con đường, một cái định hướng Một cái gì đó mà là của riêng bạn hoặc là là chính bạn, tức nghĩa là nó authentic đó. tức nghĩa là nó 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 gọi là authentic tức nghĩa là là giống như hàng chính hãng như đó. Một cái gì đó nó, nó nó mang cái danh của bạn, mang cái định nghĩa của bạn, nó mang cái màu sắc tố chất của bạn. Mình cảm thấy nếu mà bạn nào chọn tụ hai mà các bạn luôn luôn cảm thấy là mình thất bại, luôn cảm thấy là mình không có làm được cái gì uh, giống như ra tiền hoặc là làm được cái gì nó nó ra hồn hay là bạn đang lay hoay giữa 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 ngã tư đường những cái con đường mà bạn không biết mình phải đi đâu trở thành ai làm việc gì học ngành gì yêu ai hay là yêu đúng hay yêu sai quyết định đúng quyết định sai thì bài này ba cái lá này nó nói là cái nỗi sợ của bạn là liên quan đến nỗi sợ về việc là bạn không có dám chấp nhận với cái quyết định của mình tại vì bạn có lá page of one ở trong cái bộ bài này nó hay ở chỗ đó là uh, cái câu trích dẫn của nó ghi là it's never too late to uh, to be what you might have come become tức nghĩa là sẽ chẳng bao giờ trẻ quá trẻ để trở thành một cái một cái người nào mà bạn mong muốn. Bạn bạn mong muốn, tức nghĩa là ở trong đây hình ảnh của một cái đứa bé gọi là cầm kiếm và một cái người gọi là chiến binh đi ha hoặc chiến sĩ đi thì giống như là bạn là cái đứa bé cầm kiếm thì bạn mong muốn trở thành một cái người chiến sĩ nhưng mà bạn biết rồi đó muốn trở thành chiến sĩ là mình phải có yếu tố này yếu tố kia mình phải chấp nhận rủi ro mình phải chấp nhận là chiến tranh mình phải chấp nhận là gian khổ rồi nguy hiểm nhưng mà bạn cũng thừa hiểu những cái vấn đề đó nó rất là ghê xong rồi bạn nói là mình không có đủ trách nhiệm mình không đủ sức khỏe mình không dám can đảm như thế này như thế kia thì nó cũng giống như cái việc bạn đứng trước ngã ba ngã tư ngã năm ngã sáu ngã bảy trong cái lựa chọn của bạn giống như khi mà chúng ta làm một cái gì đó chúng ta thất bại thì chúng ta mới học được một cái gì đó từ cái lỗi đó từ cái thất bại đó còn bạn thì bạn luôn muốn bạn làm được điều đúng bạn luôn muốn bạn chọn đúng người yêu đúng người bạn không có muốn mình bị sai bạn không có muốn mình phải thất vọng bạn không có muốn bị người ta đánh giá bạn không có muốn mình phải gặp rắc rối gặp trắc trở gặp khó khăn giống như muốn ngồi mát ăn bát vàng nhưng mà nó thì một cái kiểu nhẹ nhàng hơn đó là không cần ngồi mát ta chỉ cần ngồi quạt thôi không cần máy lạnh cũng được nhưng mà ít nhất là việc nhẹ lương cao hoặc là việc nhẹ lương vừa vừa hoặc là uh, việc ok mà tiền nó cũng ok không có trong cuộc đời này không có cái gì nó cũng có cái giá của nó hết bạn muốn thành công bạn muốn có tiền bạn phải vượt qua cái giai đoạn gọi là gọi là nghèo nàn bạn muốn lên làm sếp thì trước đó bạn phải làm nhân viên uh, thậm chí ngay cả bây giờ bạn bạn là một người thành công thì bạn cũng phải chịu áp lực của việc thành công thì mình nghĩ bản thân bạn đang thiếu thiếu cái sự chấp nhận đó. Chấp nhận là chấp nhận cái rủi ro, chấp nhận sự thất bại, chấp nhận cái việc mà bạn không hoàn hảo, giống như thậm chí mình nói ở một cái level nhỏ hơn, một cái mức độ nhỏ hơn đó là bạn cảm thấy mình xấu thôi, bạn cảm thấy mình không có đẹp, bạn cảm thấy thiếu tự tin với cái vẻ ngoài của bạn hoặc là bạn cảm thấy ở cái thẻo đó không có đẹp, cái gương mặt mình da không có trắng như là người này người kia hoặc là nó không có mịn, không có này, không có nọ. Thì đó là cái việc mà bạn sợ phải đối mặt với cái khó khăn với cái sự yếu kém hoặc là với cái nhược điểm của bản thân bạn, mình thấy bình thường, mình thấy có người đẹp, có người xấu, có người có khuyết điểm, có người không, à, có người thành công, có người thành vĩ nhân cũng có người thì không, thì mình thấy mọi người nó có một cái vai trò quan trọng là bạn hài lòng với cái vai trò đó không, thứ hai nữa là bạn có có thật sự cảm thấy thoải mái với con người bạn không? và trong cái ná bài này giống như là cái việc gọi là bạn thất bại, bạn trở thành một cái người nào đó, dù giống như bạn thất bại lần này, bạn mong muốn bạn trở thành người mẫu rồi nhưng mà bạn giờ bạn lùng quá bạn mập quá bạn ốm quá bạn thấy ghê quá thì nếu bạn nếu bạn vẫn muốn chinh phục thì đôi khi nó vẫn có những cái cơ hội dĩ nhiên nó không nhiều giống như ví dụ như mình nói là trong cái xã hội đó người ta thích người cao người ta thích người mẫu cao trắng đẹp thì bây giờ luôn luôn nó là nguyên tắc như vậy bạn muốn phá vỡ cái nguyên tắc đó nó không dễ nhưng mà đôi khi nó cũng chỉ là một mẫu số nhỏ trong đó thì nếu bạn không muốn bị như vậy thì bạn chọn một cái lối đi an toàn là bạn làm một cái gì đó khác không phải người mẫu. Còn nếu bạn muốn chứng minh cho người ta thấy ừ bạn là người thành công, bạn là một cái cá nhân, một cái tố chất, một cái một cái người mẫu đặc biệt lùng mập đen hoặc là lùng mập trắng hoặc là lùng mập gì đó hoặc là nói chung là người mẫu ngoài cỡ vân vân thì bạn phải chấp nhận sự dò dè biểu của người khác, bạn phải làm sao cho người ta thấy bạn thành công, làm cho người ta thấy nể nang bạn thì đó mới là gọi là thành công còn nếu mà bạn chỉ muốn giống như là mọi người chấp nhận bạn một cách hiển nhiên thì chuyện đó không có trừ phi giống như bạn sống trong một cái xã hội nó lý tưởng mọi người đều là dân trí thức đều là người có tâm hồn cởi mở đều là những người gọi là không có phán xét đều là một cái uh, ai cũng như ai đó, thì mới có được cái chuyện đó xin chào các bạn cho con tôi số 3 thì các bạn có thể nhấn chuông like share để lại bình luận cho mình đừng quên follow instagram của mình nếu các bạn muốn ha thì ai da cái dồ À, nỗi buồn thường trực ở trong bạn là gì ha Bạn có lá đường môn Bạn có lá mười kiếm dạ. Bạn có lá mười một Balance 22 trừ 11 là 11 uh, Balance, Justice à, Nỗi buồn thường trực Cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn Đầu tiên á, là một cái nỗi buồn Mà gọi là Sáng vui chiều không vui. Trưa thì hơi hơi. Cái nỗi buồn tôi muốn cho đi, tôi muốn sống không cần phải bị không tôi muốn sống để cho đi nhưng mà tôi sợ không có thứ để cho. Bạn có hai cái nỗi buồn trước mắt luôn trong ba lá này. Cái đầu tiên đó là nỗi buồn sáng tôi vui nhưng mà chiều tôi buồn hoặc là sáng tôi buồn mà chiều tôi vui. Cái nỗi buồn này liên quan tới cá nhân bạn thôi, đừng moon. À, giống như mặt trăng có lúc tỏ lúc lúc mờ đúng không? Thì con người cũng có lúc tỏ lúc mờ mình cảm thấy bản thân bạn mong muốn bạn có một cái sự ổn định mình không biết ổn định này là ổn định về mặt cảm xúc ổn định về bề ngoài về tiền bạc ổn định về cuộc sống hay ổn định về cái gì nhưng mà đều mua nó giống như kiểu là một nếu mà về tình cảm bạn luôn luôn cảm thấy bạn không có tìm được một cái tâm hồn nào đó nó đồng điệu với bạn hoặc là bạn phải luôn luôn đóng vai là một cái nhân vật a e, chứ không phải là bạn hoặc là bạn muốn một cái sự ổn định ổn định đây tức nghĩa là về mặt cảm xúc của bạn thôi bạn luôn muốn mình là một cái người đừng có cái 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 cảm xúc của bạn nó đừng có swing quá swing tức nghĩa là nó đông đưa nó lắc léo nó thiếu ổn định nó 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 vui buồn lẫn lộn nó phức tạp nó tùm lum tùm la mình mình cảm giác khi mà mình nhìn vô lá đường muôn nó mình cảm giác giống như có những lúc đó, cái cái gọi là cái nỗi buồn thường trực ở trong bạn là bạn không hiểu được bạn muốn cái gì hoặc là bạn không phân định được hoặc là bạn không kiểm soát được cái gì đó nó làm cho bạn bị buồn hoặc là giống như mình nói là bạn không tìm được người đồng điệu người đồng tiếng nói hoặc là người hiểu bạn hoặc là họ luôn hiểu sai về bạn tức nghĩa là có những người họ sẽ luôn hiểu sai về bạn hoặc là họ không thể hiểu được bạn thì mình mình cảm thấy cái cái đầu tiên là là cái dạy cái thứ hai nữa là bạn tại sao mình nói tới chuyện là tôi muốn cho đi nhưng mà tôi sợ tôi hết tiền hoặc là tôi muốn cho đi nhưng mà tôi sợ là tôi không có được nhận được lại cái gì thật ra ở đây không hẳn là tụi ba sợ là các bạn không nhận được cái gì mà cái thứ các bạn sợ đó là cho đi rồi không biết liệu á liệu cái việc mà mình cho đi, mình đối xử tốt với người ta, mình trở thành một phiên bản tốt, một người tốt, thì liệu cuộc đời này có đáp ứng hoặc là có cho mình lại cái gì đó, mình có nhận được cái gì đó hoặc là đơn giản mình có cảm thấy vui với cái điều đó hay là mình trở thành một con ngốc, một con ngu ở trong mắt người khác, à, cái này thì nó hơi khó để nói. Tức nghĩa là nếu mà mình nói là cứ cho đi rồi sẽ nhận lại thì câu này nghe nó hơi hơi gọi là cửa miệng quá, kiểu giống như ai cũng nói được nhưng chưa chắc ai làm được. À, và thậm chí ngay cả bản thân mình đôi khi mình cũng cảm giác ủa tại sao ta phải sống tốt tại sao ta phải cho người này giúp đỡ người kia tại sao phải ta phải là người tử tế trong khi người ta thì cứ hành xử với tao rất là tệ bạc hoặc là người ta đâu có đối xử tốt gì với mình đâu mà mình phải là người tốt đó có những khi mình thậm chí là mình mình vẫn hỏi những cái câu hỏi đó mình nghĩ ai cũng hỏi những câu hỏi đó thôi nhưng mà cái quyết định chọn sống tử tế sống tốt sống đàng hoàng hoặc là biết cách cho đi á thì nó lại là một cái sự lựa chọn rất là khó không phải dễ là một thứ hai nữa là để hiểu được nó để làm được nó để thực tập được nó không phải là chuyện đơn giản tại vì bạn phải thấy vui khi bạn làm bạn phải thấy thỏa mãn bạn phải thấy mình làm được cái điều đó nó tốt hoặc là ít nhất là nó không phải vì mình đó, thì bạn mới tận hưởng hoặc là bạn mới cảm thấy cái việc đó nó ý nghĩa thì ở đây mình nói giống như ví dụ như tụ ba có thể là bạn có một cái lý tưởng gì đó lớn lao trong cuộc đời giống như bạn muốn làm một cái bậc thầy về giáo dục bạn muốn làm một người thầy tốt truyền cảm hứng cho người khác bạn muốn là người mang đến kiến thức cho học trò bạn muốn là một cái người có thể là cho người chồng Người chồng, người vợ của gia đình nuôi dạy con cái là một cái mẫu hình cha mẹ lý tưởng Bạn muốn trở thành một cái người con hiếu thảo, một cái người uh, người hoàn hảo đi Thì bạn cảm giác giống như mình muốn làm cái này làm cái gì cho người khác cho người khác cho người khác và những cái người đó họ phải biết ơn họ phải cảm thấy trân trọng trân quý cái điều đó hoặc là họ sẽ cảm thấy mình được đón nhận được yêu thương hoặc đơn giản bạn là cái người đang muốn đón nhận đang muốn được yêu thương đang muốn được cho đang muốn được À, không đang muốn được nhận, đang muốn được đối đãi tốt, được đối đãi tử tế, đang muốn được tôn trọng. Mình thấy bạn có một cái nỗi sợ gì đó, bạn sợ là người ta sẽ khinh miệt bạn, người ta sẽ đánh giá bạn. Nếu mà bạn trở thành yếu đuối hoặc là một phiên bản không hoàn hảo, hoặc là bạn nghĩ rằng là à, mình luôn bị đối xử bất công, hoặc là bạn luôn nghĩ rằng là mình sẽ không thành công nếu mà mình cứ như thế này như thế kia, hoặc là thậm chí trong một số trường hợp giống như mình nói, bạn sẽ tự hỏi bản thân bạn tại sao ta phải là người cho đi, ta phải là người à, 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 Tao phải là người cho đi mà không phải là người khác cho tao Tại sao tao tao phải là người cho đi Tại sao tao phải là người tử tế Tại sao tao phải tao phải đóng cái vai trò đó Tại tại sao tao phải là con ngoan trò giỏi Tại sao tao phải đeo mặt nạ lên trên mặt Nói chung mình cảm giác bạn có nhiều câu hỏi tại sao Và và có mà và mình cũng khẳng định là tụ ba là những người tự có câu trả lời về cái việc Tức nghĩa là bạn biết được tại sao mình nên như vậy Bởi vì bạn có một cái kiến thức Bạn có một cái 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 gọi là cái, cái, cái cách suy nghĩ một cái logic gì đó là nó nằm sẵn ở trong cái đầu của bạn rồi nói chung bạn là người thông minh và nhạy cảm thành ra bạn bạn có được môn là lá của cảm giác của trực giác của linh tính bạn có lá chất là lý trí là công bằng là minh mẫn là đầu óc là logic là suy luận bạn có cả lý trí lẫn cảm xúc chỉ có vấn đề nằm ở chỗ bạn có cả hai nên bạn bị mâu thuẫn bạn không biết lúc nào lắm như lên sóng theo con tim hay là chọn lý trí kiểu giống vậy và 10 ký ở chính giữa tức nghĩa là bạn cứ lay hoay lay hoay giữa cái việc lý trí và cảm xúc lý trí và cảm xúc sống lý trí quá thì lại thiếu cảm xúc sống cảm xúc quá thì lại thiếu lý trí giống như yêu một người thật lòng quá thì bạn lại sợ mà không yêu một người thật lòng thì bạn một người yêu bạn mà không thật lòng thì bạn cảm giác nó lừa gạt bạn bị mâu thuẫn trong cái điều đó bạn có lá queen of sword, bạn có the world the world và bạn có ten of pentacles ha? vẫn là một cái kiểu hình cái nỗi sợ thường trực ở trong bạn đó là một cái nỗi sợ về việc là chán quá không có gì làm nhưng mà làm xong thì lại cảm giác chán quá làm không nổi quy nạp so là người 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 muốn chứng minh với người khác là tôi có tài tôi cũng là một người nữ giỏi giang thậm chí bạn là anh em cũng không có vấn đề với đây ha tức nghĩa là mình chỉ nói đơn giản là một cái người phụ nữ không có muốn mình bị đóng khung trong một cái vai giống như là người vợ người mẹ người chị Uh, của gia đình hoặc là bạn muốn là người để, người phải có một công ty riêng muốn được thành công muốn được nở mặt nở mày muốn được kinh doanh riêng muốn là một người được công nhận tài năng năng lực được đánh giá đúng chỗ và giống như mình nói ngay từ đầu bạn bạn mong muốn rằng mình đôi khi bạn chán bởi vì bạn không biết mình làm được cái gì hoặc là đôi khi bạn chán bởi vì bạn bạn muốn làm được nhiều thứ bạn có the world bạn rất là cầu toàn và rất là muốn mình được 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 khai sáng được mở mang được giỏi giang như người này người kia nhưng mà khi mình bước vô làm mà bạn thường thường được vài ba bữa hoặc là bạn làm không có tới nơi tới chốn hoặc thậm chí nếu bạn có tới nơi tới chốn xong bạn cũng thấy ủa rồi mình học cái đó để làm gì mình giỏi như vậy để làm gì hoặc là xong cái bạn lại chán bạn lại nói à bây giờ mình phải đi tìm một cái gì đó mà mình thích nè à? mình phải làm mình phải 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 đạt được cái giống như ví dụ như như là chơi game bạn cài tới cái level đó xong bạn về nước rồi xong cái nó ờ, à, xong hết game rồi đâu còn ở đâu, đâu chơi rồi qua game khác chơi hoặc là bạn nói ở à, thôi giờ mình đánh cầu Long ờ à, mình biết chơi cầu Long rồi giờ mình biết bơi đi học bơi thích thì giờ bóng gỗ thích quá đi học bóng gỗ nhưng mà nó không có mang lại một cái giá trị nào đó cho bạn bạn chỉ cảm giác nó thỏa cái đam mê thôi thỏa cái gọi là cái ước muốn cái khát khao tại cái thời điểm đó thôi thì nó lại giống như bạn cảm nhận những thứ mà bạn có thể làm bạn cảm giác tất cả mọi thứ bạn đều có thể làm thật ra là đúng mình mình cũng theo quan điểm đó mình nghĩ là con người có thể làm tất cả mọi thứ quan trọng là họ có chịu làm hay không nhưng mà mình ngồi mình nghĩ lại thì mình thấy là ừ đúng con người có thể làm được mọi thứ nhưng mà đâu cần nhất thiết phải làm mọi thứ đôi khi chúng ta chỉ cần chơi giỏi một môn thể thao giỏi một cái gì đó làm một cái gì đó mà chúng ta thật sự thích thì chúng ta đã ok rồi hoặc là rảnh nữa thì mình đào sâu thêm một cái mảng nào đó khác hoặc là một vài cái thú vui chứ mình nghĩ thời gian là có hạn và cuộc sống và trải nghiệm của con người cũng có giới hạn à, bạn cũng phải dành thời gian cho con người cho gia đình cho bạn bè cho người thân cho kết nối cho bản thân bạn à, mình nghĩ khi mà bạn cố gắng đóng quá nhiều vai trò hoặc là bạn cố gắng gọi là biết quá nhiều thứ trong cùng một thời điểm hoặc là trong cùng một lúc vô tình tự bạn là người tạo ra áp lực cho bạn tại sao bạn phải biết cần phải biết 100 thứ một ngàn thứ tại sao bạn cần phải giỏi nói chuyện có ngoại hình đẹp phải xấu muối phải body ngon tại sao phải là một người da trắng tóc dài tóc đen tóc đỏ hoặc là bạn phải thành công trong địa vị xã hội bạn phải trở thành một người abcd mình nghĩ mình nghĩ cái đó gọi là chí tiến thủ mình đồng ý nhưng mà cái nỗi sợ trong bạn nó vô tình nó thành cái nỗi sợ trong bạn tức nghĩa là bạn sợ mình mình lười một ngày mình sẽ bị người ta nói lười biếng mình thở thôi người ta cũng sẽ chỉ trích mình hoặc thậm chí bạn tự bạn chỉ trích bản thân bạn còn nếu mà bạn là một người khao khát về mặt kiến thức khao khát về mặt gọi là tầm nhìn về mặt trải nghiệm về mặt thế giới quan á, thì mình cảm thấy giống như là bạn đang ăn ở không á, queen of sword với the world và cái nỗi sợ của bạn tức nghĩa là nỗi sợ ăn ở không á, hoặc là bạn ăn bạn đen một là bạn đang ăn ở không và bạn không biết làm cái gì tức nghĩa là bạn đang gọi là người ta gọi là vô dụng bất tài á thì ok nếu bạn sợ cái đó thì bạn phải làm sao cho bạn đỡ vô dụng bất tài bạn muốn có giá trị với gia đình bạn muốn được gia đình chấp nhận muốn được gia đình thấy là bạn là người cũng làm được cái này cái kia dĩ nhiên mà phải xác định để bạn làm chứ bạn chỉ ngồi bạn nghĩ thì bạn cũng đâu làm được cái gì còn nếu bạn đã xác định rồi bạn cài công cái đích bạn rồi mà người ta vẫn không chấp nhận bạn người ta vẫn nói ừ, con này đó bất tài nó vô dụng nó không có làm được cái này cái kia thì do người ta chứ không phải do bạn giống như do người ta đặt kỳ vọng cao quá do người ta muốn bạn như thế này như thế kia chứ là phải bạn muốn thì bạn đâu cần phải làm cái đó làm gì bạn sống cho bạn chứ bạn đâu có sống cho người ta thì mình thấy là ba cái lá ở đây nó đều liên quan tới cái việc đó là bản thân của bạn giống như bạn bạn loay hoay trong cái thế giới mà 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 do một cái cái góc nhìn nó định đoạt một là bạn tự định đoạt cái thế giới đó hai là người ta định đoạt cái thế giới đó cho bạn thì bạn bị mắc kẹt giữa hai cái thế giới đó luôn kiểu giống như là bạn lọt cái khe nào bạn cũng cảm thấy khó chịu thì mình phải làm sao mà mình lách làm sao cho vừa cái khe thôi mình cảm giác giống như bạn uh, giống như trong cái lá 10 tiền thôi mình mình sẽ kết lại bằng cái lá 10 tiền cái câu rất là hay not what we have but what we enjoy constitute our abundance tức nghĩa là uh, cái gọi là cái gọi là cái mà bạn thật sự có được á mà gọi là uh, để để giống như là cái thứ bạn có không phải là thật sự là cái thứ bạn có mà uh, gọi là cái cách mà chúng ta gọi là thấy vui với cái thứ mà chúng ta có tại vì ở bên đền có thể dịch là sự thịnh vượng giàu có hoặc là sự đủ đầy thì mình dịch một cách thoát nghĩa hoặc là không xét nghĩa tức nghĩa là bạn chỉ cảm thấy đủ đầy khi mà bạn thật sự enjoy tức nghĩa là bạn hưởng thụ nó hứng thú với nó cảm nhận nó chứ không phải là sở hữu nó kiểu giống vậy